bố mẹ có ba mảnh đất, tuyên bố cho ba anh em. Lúc còn sống thì bố mẹ đã sang tên cho hai anh rồi. Tôi ở với bố mẹ, bây giờ bố mẹ mất thì anh cả lại khởi kiện đòi chia quyền thừa kế. Rất nhiều gia đình khi mà bố mẹ còn sống thì anh em chan hòa, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng đến khi bố mẹ qua đời thì lại đấu đá, tranh giành của cải lẫn nhau. Anh em ruột mà đã phải kiện nhau ra tòa để tranh giành tài sản thì nó cũng như bát nước hất đi vậy. Hất đi rồi thì có gột lại cũng không thể đong đầy được. Nếu về lý mà khi anh cả khởi kiện ra tòa để yêu cầu chia cái di sản thừa kế của bố mẹ để lại thì theo mình thấy như thế là đúng. Bởi vì bố mẹ có 3 lô đất nhưng mà đã sang tên cho anh cả và anh hai rồi, thì trên phương diện của pháp luật thì bố mẹ chỉ còn một tài sản duy nhất, chính là cái lô đất mà bạn đang ở. Còn cái ngôi nhà bạn đang ở, mặc dù bố mẹ đã tuyên bố cho bạn rồi nhưng mà do chưa sang tên cho bạn, vì thế tài sản này trên phương diện của pháp luật thì nó vẫn là tài sản của bố mẹ. Mà khi bố mẹ mất đi mà không để lại di chúc thì tài sản này sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ nhất. Ở đây không chỉ riêng anh cả sẽ được hưởng cái quyền thừa kế đâu, mà cả anh hai cũng được hưởng cái quyền tài sản ở đây nhá. Nếu bạn không muốn chia tài sản này cho anh cả và anh hai thì bạn phải chứng minh được là tài sản này là do bố mẹ cho tặng riêng bạn hoặc để lại cho bạn thừa kế riêng bằng văn bản hoặc là có người làm chứng. Nói chung khi mà anh em ruột thịt đã phải lôi nhau ra tòa để tranh giành tài sản, tiền bạc thì không biết giành được bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn cái tình máu mủ, tình anh em sẽ không còn được nguyên vẹn, mà đó mới là điều thiêng liêng, điều đáng quý nhất trong cuộc sống này. Đây cũng là bài học cho những bậc làm cha làm mẹ. Khi mà cha mẹ còn sống, khi mà cha mẹ minh mẫn thì hãy làm di chúc hoặc là phân chia tài sản cho các con cho nó rõ ràng, chứ đừng để nhà cửa, tài sản do cha mẹ để lại. Đấy là nguyên nhân để cho anh em cấu xé, tranh giành lẫn nhau, đau lòng lắm ạ.